Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiến, đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương và huyện Dầu Tiến trong 6 tháng đầu năm 2022 với sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Ông Sọm Bút Ta phó tỉnh trưởng tỉnh chambasak đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà tỉnh bình dương cũng như huyện dầu tiến đã đạt được đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đảng chính quyền tỉnh bình dương và huyện dầu tiến thời gian qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân lào phát triển trên mọi lĩnh vực ông mong muốn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa bình dương và tỉnh chambasak mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững